Thưa quý vị và các bạn, xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Thoại Sơn đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, từ đó đã làm thay đổi lớn diện mạo cũng như chất lượng của các trường trên địa bàn toàn huyện. Trường tiểu học B Định Thành, huyện Thoại Sơn là trường đạt chuẩn quốc gia vào tháng 8 năm 2018. Đây là ngôi trường có khuôn viên đẹp và khang trang nhất của huyện Thoại Sơn hiện nay. Ngoài các phòng học, trường còn được trang bị 5 phòng học chức năng để hỗ trợ cho việc học các môn học tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc. Công tác 30 năm thì tôi thấy trường này lúc đầu rất là khó khăn, nhưng mà giờ để lên chuẩn quốc gia thì thấy cái trường rất là khang trang. Mỗi giáo viên cũng được một phòng riêng, rồi học sinh nó cũng đi học nó được mà dễ dàng hơn, và cũng tạo điều kiện cho giáo viên học sinh mà có hăng say học tập hơn. Cô mong thế hệ học sinh mình nó tiến triển nhiều hơn nữa, học tốt hơn nữa. Đầu năm đến trường rất là phấn khởi, thấy các em nó như là phụ huynh người ta cũng quan tâm hơn nữa, người ta thấy ngôi trường của mình người ta cũng đưa các em đến nhiều hơn, mong muốn là phụ huynh sẽ quan tâm các em nhiều hơn, rồi năm học mới này các em sẽ đạt được nhiều thành tích tốt, rồi giáo viên cũng vậy. Trong năm học mới 2019-2020, trường tiểu học B Định Thành đã vận động 283 học sinh đến trường, đạt chỉ tiêu 100%. Trường hiện có 23 giáo viên. Đây là năm học đầu tiên thầy trò trường tiểu học B Định Thành bắt đầu năm học mới với danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Tháng 12-18 thì trường được công nhận trường chuẩn quốc gia. Thì từ khi mình được công nhận chuẩn quốc gia, cái đầu tư về cơ sở hạ tầng và thiết bị, thì tất cả giáo viên với anh em trong trường thì rất là phấn khởi, và cũng từ đó mà trường cùng nhau vượt khó để mà nâng cao chất lượng trường tốt hơn. Năm học 2019-20 này thì trường tiếp tục nâng cao và chất lượng giáo dục cho các em, rồi bên cạnh đó thì sử dụng hiệu quả tất cả các phòng học cũng như là các phòng chức năng hiệu bộ mới được đầu tư thiết bị bên trong. Thì hy vọng là thầy cô thì cùng nhau tận tâm và nhiệt tình hơn trong công tác, cũng như là quan tâm học sinh nhiều hơn để cho các em có được cái môi trường học tập tốt. Thì bên cạnh đó thì ban giám hiệu nhà trường cũng quan tâm hỗ trợ giáo viên cũng như học sinh, cũng mong là phụ huynh học sinh của trường thì nhiệt tình hỗ trợ thêm cái việc học con em mình, cũng như là trong các phong trào khác của trường hoạt động trong năm nay. Năm học mới này, ngành giáo dục của huyện đã vận động được 100% tỷ lệ học sinh đến trường ở hai bậc tiểu học và trung học cơ sở. Cùng với đó, Thoại Sơn còn chú trọng công tác chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với các chương trình hỗ trợ tiếp sức đến trường. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã hoàn thành việc thành lập quỹ khuyến học khuyến tài ở 17 xã thị trấn của toàn huyện với tổng số tiền là 16 tỷ đồng. Nguồn quỹ này sẽ được gửi vào quỹ tín dụng để tạo nguồn phát triển và hoạt động theo phương thức lấy tiền sinh lời từ nguồn quỹ hiện có để chi cho các hoạt động khuyến học khuyến tài trên địa bàn huyện.